Ngày 7 tháng 3, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo chi cục kiểm lâm tỉnh, đồng chí Đinh Tiến Dũng, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đồng chí Nguyễn Văn Huệ, hạt trưởng hạt kiểm lâm Tuyên Hóa, đồng chủ trì hội nghị. Năm 2023, công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã được một số kết quả quan trọng. Hạt kiểm lâm huyện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thông trong công tác giám sát diễn biến tài nguyên rừng, phát hiện sớm các vụ cháy rừng, phá rừng, khai thác gỗ trái phép để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Trong năm đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 27 vụ phá rừng trái pháp luật, khởi tố và chuyển cơ quan công an điều tra 2 vụ, lập biên bản và xử lý 60 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu tạm giữ hơn 29 mét khối gỗ các loại, vận động người dân giao nộp 11 cá thể động vật hoang dã cho vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Việc triển khai thực hiện phương án 350 của Ủy ban nhân dân huyện về xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng trái pháp luật trên địa bàn huyện được thực hiện có hiệu quả. Đến nay đã xử lý trên 708 ha diện tích vi phạm, đạt 35,5% so với kết quả rà soát. Trong năm, diện tích rừng trồng mới trồng lại là 1.550 ha, trong đó có hơn 80 ha trồng rừng tập trung cây bản địa. Diện tích rừng trồng đã khai thác là 1.600 ha. Diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC là 3.077 ha, lớn nhất toàn tỉnh. Năm 2024, huyện Tuyên Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật lâm nghiệp, triển khai có hiệu quả các phương án quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đẩy mạnh trồng rừng thâm canh, trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa trồng rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn và quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC, tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường tuần tra, truy quét và xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại rừng, lấn chiếm rừng, vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và một số nhiệm vụ giải pháp khác. Dịp này có 3 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023.